sự đa dạng trong sự lựa chọn chương trình học, cơ hội việc làm và chính sách định cư mở rộng cho du học sinh là một trong những lý do khiến Canada đang trở thành thị trường thu hút rất nhiều sinh viên quốc tế là địa điểm lý tưởng để du học. Nếu bạn đang có ý định du học Canada nhưng không biết là chọn trường nào, thì Tinh Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm chuyên làm hồ sơ du học du lịch Canada, tìm trường cũng như tư vấn ngành học phù hợp với học lực của sinh viên, xin giới thiệu đến các bạn thông tin về trường Upper Madison College, được gọi tắt là UMC. Trường UMC là một trong những trường cao đẳng mới, hiện đại tọa lạc tại thành phố Toronto thuộc tỉnh Ontario. Đây là một trong những thành phố đô thị phát triển, năng động với nền văn hóa đa dạng bậc nhất tại Canada, nhưng vẫn giữ được nhiều không gian xanh như là Toronto thường được gọi cái tên là thành phố xanh, với nhiều công viên và những con đường dành cho người đi bộ. UMC có mối quan hệ thân thiết và được công nhận hoàn toàn với trường cao đẳng đối tác trong khu vực như là Centennial College hay là Algonquin College. UMC có đội ngũ tư vấn viên và giảng viên phụ đạo nhiệt tình và trách nhiệm nhằm đảm bảo cho sinh viên đạt kết quả cao nhất theo tiêu chí là đảm bảo kết quả tốt nghiệp trên hoặc là bằng 80%. Thị trường với những cái thế mạnh về các khóa học như là tiếng Anh tổng quát và học thuật, chương trình phổ thông trung học của tỉnh Ontario, chương trình dự bị và chuyển tiếp cao đẳng đại học. Thì vì sao các bạn nên chọn UMC để du học? Thì với quy mô lớp học nhỏ từ 10 đến 15 học viên sẽ giúp cho sinh viên dễ dàng hòa nhập với môi trường quốc tế mới và nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các giáo viên, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và có bằng cấp uy tín. Trường được công nhận bởi hệ thống kiểm định chất lượng ngoại ngữ Canada và cấp giấy phép hoạt động bởi Bộ Giáo dục của tỉnh Ontario. Thì thời gian nhập học linh hoạt và liên tục trong năm, trường có các cơ sở học tại thành phố Toronto, Ontario và Vancouver, British Columbia là hai thành phố luôn được xếp trong danh sách những nơi đáng sống nhất trên thế giới. Và cái chương trình trung học phổ thông cung cấp các lớp học ban ngày và lớp học ban đêm trong suốt 3 học kỳ một năm, giúp học sinh rút ngắn thời gian học và có thể hoàn thành chương trình trung học 4 năm trong vòng 2 năm rưỡi. Thì 95% học sinh tốt nghiệp tại UMC được công nhận vào các trường đại học uy tín như là University of Toronto, Waterloo University, MC Master University, York University, Simon Fraser University và rất là nhiều trường khác. Và 100% học sinh đủ điều kiện chuyển tiếp vào các trường cao đẳng trên toàn Canada. Cung cấp tư vấn viên học thuật giúp học sinh thiết lập kế hoạch học tập và quy trình đăng ký dự tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Đối tượng tuyển sinh là lớp 9 cho đến lớp 12 và học kỳ là có các khóa như là mùa thu thì có 4 khóa học là từ tháng 9 cho đến tháng 12. Học phí là 6.200 đô la Canada. Mùa đông thì có 2 khóa đó là tháng 1 cho đến tháng 2. Học phí là 3.100 đô la Canada. Và mùa xuân thì có 4 khóa là 6.200 đô la Canada. Và mùa hè là có 2 khóa đó là từ tháng 7 cho đến tháng 8, học phí là 3.100 đô la Canada. Và các phí khác thì các bạn có thể là xem truy cập tại website tindaiduong.edu.vn để biết thêm những cái chi phí. Thì chương trình tiếng Anh chuyển tiếp của các trường đại học và cao đẳng thì khai giảng là hàng tháng, đối tượng tuyển sinh là mọi lứa tuổi. Chương trình bao gồm thì gồm có 2 phần. Đó là Anh văn tổng quát ESL gồm có 9 level thì có 4 tuần trên 1 level và Anh ngữ học thuật EIP gồm có 12 tuần, thì sinh viên khi hoàn thành khóa học EIP tiếng Anh học thuật có thể chuyển tiếp vào học tại các trường đối tác như là York University, Centennial College hoặc là Seneca College Toronto và rất là nhiều trường khác để lấy bằng cao đẳng cử nhân hoặc là chứng chỉ sau đại học mà không cần bổ sung chứng chỉ tiếng Anh. So với chương trình ngoại ngữ tại các trường cao đẳng cộng đồng, chương trình Anh ngữ tại UMC tiết kiệm thời gian lên đến một học kỳ, tương đương là 4 tháng học. Sinh viên được nhận 2 thư mời từ trường Upper Madison College và một trường đối tác của trường, giúp cho sinh viên nhận được visa cho cả khóa học dài hạn. Trường thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa giúp cho sinh viên trải nghiệm văn hóa và ngôn ngữ đã học vào thực tế. Để đăng ký nộp đơn vào trường UMC thì phí nộp đơn hiện nay đó là 200 đô la Canada. Để chi tiết hơn về trường UMC, các bạn có thể liên hệ đại diện tuyển sinh tại Việt Nam. Văn phòng quận nhất là 148-1 Trần Quang Khải, quận nhất và 2 văn phòng còn lại là ở quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào các bạn, Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới, mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ em tên Nguyễn Thụy Thanh Trúc, em học trường trung học phổ thông Cần Giuộc.
Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì giờ tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm gửi gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ em sẽ học ngành kế toán tại trường SET Polytechnic. Thì tổng thời gian của em học bên đó đi lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ em học 1 năm anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam. Thì qua đâu em biết được công ty tên Mẹ Dư? Dạ em tìm hiểu qua trên Facebook và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada. Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường SET Polytechnic. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh. Thì một lần nữa thì Tương Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tương Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Xin chào em. Dạ.